Rồi bé Bông hôm qua nay đi bệnh viện về rồi bây giờ nó đỡ lắm rồi mọi người. Thấy mọi người thấy đỡ chưa? Nó rất là tỉnh táo lại rồi nha. Thuốc công nhận cũng hay nha. Cái gì vậy? Đó. Thuốc công nhận cũng hay ghê, vô có tác dụng liền á. Bây giờ nó đi lại mạnh khỏe rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ lỡ chích thuốc rồi cho nên cái vú của nó bây giờ nó không còn sữa nhiều, cho nên mình cho con nó bú bằng cái sữa hộp sữa bình rồi chưa bớt nha. Khi nào nó có sữa thì mình sẽ cho nó bú lại nha. Bây giờ mẹ nó cũng đang còn sợ con đó mà. Nhìn mặt khá cưng nha. Đấy. Mình đã lót sẵn những mấy cái này dưới võng này cho nó nằm nè. Vì mấy cái này dưới võng á, mình hay nằm trên võng là nó lúc nào cũng nằm dưới nha, nó cưng lắm luôn á. Nằm tiếp ha. Trong lúc á, nó khỏe vậy nhưng mà nó không chịu ăn cái gì á, nó chỉ ăn bánh mì thịt thôi nha. Đây mình mua bánh mì về mình bỏ cho nó ăn nè. Và cũng ác cái là nó ăn thịt hết rồi, còn bánh mì không mà ăn sao. Con này nó cũng giống mình á, mình lúc nào ăn cái gì á, hủ tiếu hay là bánh canh hay là bất cứ một cái gì mình cũng ăn thịt trước. Sau đó mình ăn cái, sau đó mình mới ăn nước nha. Bồng này khá giống mình luôn. Mọi người thấy nó ăn cái miệng rất ngon nha. Đấy, ăn đúng món khoái khẩu thì nó ăn lúc nào cũng ngon lắm luôn. Mà mấy chó nhà mình sao á, đứa nào nó cũng khoái ăn bánh mì nha. Ngoài bánh mì ra thì nó thịt với hạt rồi nó cũng làm biếng ăn lắm. Lâu lâu nó đói quá thì nó mới ăn thôi. Thành đa số là bánh mì là chính nha. Sáng nào mình ăn bánh mì á là nó cũng ngồi, ba bốn con nó ngồi nó xin nha. Lắm lúc cho nó cái một là hết ổ bánh mì mình luôn á. Vì ăn mà, ngồi ăn mà nó cứ ngóng mỏ lên hoài, không cho cũng không được nha. Nhìn bả hôm nay bả làm rồi, bả đỡ rồi đó. Ăn mọi người thấy nhai rồi rất là mạnh khỏe rồi nha. Thôi bây giờ mình sẽ qua con của nó xúc nha mọi người. Nó bú cho nên nó không dám tới nha, nó nằm đó thôi. Đây con nó bữa nay to cho mọi người. Đây đứa nào ra lấy bành kia nha. Mình đem nó ra đây cho nó uống sữa này kia đó. Cho nó uống sữa. Hồi nãy uống sữa mình không có quay nha. Thì tay cầm tay này tay kia không quay được, khó quay quá. Nhà mình cũng không có cây quay. Mọi người thấy mấy đứa này bữa nay nó to rồi, rất là to luôn nha. Đấy, đứa nào lấy bạch kỳ. Sao rồi Bông? Hả? Sao đây? Nó biết nha, mình cho con nó bú này kia nó biết nha. Nó nằm kế bên á, nó tới mình nó thấy cái đầu nó lắc lắc nhìn nó tội lắm luôn nha. Đấy, đứa nhỏ bên này nó to rồi. Sáu đứa này nó bú mà mẹ nó chịu không nổi, bị tụt canxi luôn mà. Mình đã từng bồi bổ cho mẹ nó và cho mẹ nó uống rất là nhiều thứ này thứ kia, nhưng mà tụi này nó to quá cho nên nó làm mẹ nó chịu không nổi. Cho nên mấy bữa nay mình cho cắt sữa, mình cắt sữa mấy đứa này nha. Mình chỉ cho nó bú sữa bình bớt thôi. Đây nó to, nó mập bú luôn à. Con này cũng mập bú nè. Đây nó khá mập nha. Cái gì vậy? Để anh bắt cho mọi người xem nha. Một tay bắt một tay quay nó hơi rung. Rồi qua đây coi. Đó, mẹ bệnh nhưng mà cho bú sữa bình cũng mập cuối mọi người. Đây nè ha. Bú sữa bình mập cũng mập hết chứ ha. Con này thì khỏi nói nè. Cái con này thì khỏi nói đi. Thôi bị to luôn. Mấy đứa này giờ nó nằm ngủ thôi. Đứa nào nó mập cùi thôi. Bầy này nó giống giống nhau mà. Đây đây đây. Rồi. Đứa mặt thôi. Lôi nho như con dồi. Mọi người thấy sáu con này mà nó chịu bú rồi, mẹ nó chịu không nổi là đúng rồi. Bữa tụt canxi cũng may nha, mình phát hiện kịp chứ không thôi là mẹ nó xong rồi. Mình đi mà tay chân bủng rủng rung luôn á. Cái thương nó ghê. Bà đem đi coi nó đi, bà nằm bà ngủ. Còn phía bên này nè, cái con này. Đấy, bài này. Bài đó sao nha, qua bài này nha. Đó, bài này nằm đây lóc nhóc loi nhoi luôn.
mở mắt rồi, nó mở mắt rồi, đây nó nằm nó ngủ ngon nè, bầy này có mẹ nó chăm sóc đàng hoàng cho nên nó ngủ rất ngon nha. Sống gì bảo làm gì vậy? Thôi để quay lại cái vấn đề bên này ha, quay lại bầy cái bông nha. Đấy, mình đem ra đây mình chăm sóc nó, sẵn mình quay úp lên để mọi người xem và tham khảo luôn nha. Sao rồi bông? Sao rồi? À, khỏe không? Khỏe không vậy? À. Dạ bao xăm, khỏe không? Khỏe rồi chứ gì? Cố lên, có sữa cái này có kia lại để cho con bú. Cái nằm vạ hoài biết khi nào, phải không? Mấy ngày nay cả triệu bạc tiền thuốc rồi mọi người. Cả bạc tiền triệu bạc tiền thuốc rồi. Nhưng mà thương nó thì mình chăm sóc bao nhiêu cũng được, miễn nó khỏe mạnh là được nha. Đấy, bây giờ cái mặt tỉnh táo rồi đó, hôm qua hôm kia gặp cái bác sĩ nằm liệt giường luôn rồi. Hồi nãy mình cho nó bú á, cho nên nó bị dính sữa vô miệng đó mọi người. Mình phải lau rửa cho sạch nha. Để mình phải lau chùi cho nó sạch chứ để bị kiến nó lên á. Mấy nghe mùi sữa này kiến nó hay lên lắm nha. Lau sữa lau rửa cho nó sạch nha. Để chân luôn, để đẹp. Khỏe nha. Cái này nữa. Rồi sạch nha. Đây, bé tiếp theo. Cái mùi cái miệng nó mặc sữa không à? Rồi. Rộm đâu, rộm, rộm này rộm nhất trong bầy nha. Đây nó rộm nhất trong bầy nhưng mà đẹp trai nhất trong bầy nha. Rồi. Coi chừng rớt không. Rồi. Rồi bé này nữa. Đấy. Nó gì đâu mà giống giống màu không à? Là một màu hơi chang. Vì cái tay á, bú luôn hả? Chút nữa cho bú tiếp nha, rồi đi ngủ. Rồi con đây. Đây. Mâm. Ây da. Ngon. Để mình bỏ đồ đĩa sao. Đây mọi người thấy nè, đấy một bầy luôn nha, cưng lắm luôn. Đấy, cái này mà mình cho nó bú này kia xong rồi chút nữa mình cho nó bú tiếp. Cái này bọn nó bú dặm mọi người, nó cưng lắm luôn. Kìa, không biết mà mới bú đó là đói nữa rồi. Đây. Chắc mình cho nó vô đi, cho nó vô chuồng để nó ngủ nha. Chuồng nó trong kia nó hơi tối. Thì mình hay làm mấy cái clip ban đêm mọi người, do mình đi làm công việc của mình á, mình về nó hơi tối, cái gì mọi người cũng thông cảm nha. Đây, bú tay mình luôn rồi. Rồi để mình vô đem nó vô nha. Ui da. Nó vô cái ơi.